sụt sớm không bao lâu. 20 năm sau sầu tư cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu tư cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Xưa nhỏ bé tôi đã biết chơi, sáng chơi bắn bi chiều chơi thả diều, chơi ở trong nhà chơi tới ngoài sân, tôi vẫn cứ chơi hoài không thấy chán. Rồi nay tôi lớn tôi vẫn thích chơi, đứng trên núi cao nhìn ra biển rộng, chơi cùng bạn bè chuyện trò lai rai. Tôi vẫn thích chơi, tôi cứ chơi hoài. Thôi đủ rồi cha. Chó ở đâu ạ? À? Giấc ơi, ca mà giống như chó à, sủa à. Đúng vậy không đó? Muốn chơi thì phải lo làm ăn rồi mới có tiền mà chơi được chứ. Phải vậy không à? Chứ còn gì nữ. Nhưng mà kẹt một điều, thằng này không thích làm ăn mà cũng vẫn có tiền chơi điều điều. Chơi sang, chơi sộp, chơi xịn, chơi... Chơi liều mạng, đúng không? Nè. Chơi liều mạng là sao chứ? Thì không có tiền mà chơi hoài, tất nhiên là chơi liều mạng chứ sao? Đúng rồi. Chơi liều mạng là hổng xịn, hổng sợp, hổng sang, hổng... Không dám hổng sang đâu. Từ Sài Gòn lên tận đây để mà chơi nè, lúc nào cũng phải chơi sang, chơi sợp, chơi xịn, đúng không? Hên. Ông anh nói tôi nghe cũng có lý à. Không có lý sao được. Đây nè, đó. Hai người nhìn kỹ tôi đi. Nhìn bộ tướng của tôi coi, có phải không? Sang quá trời. Sao? Quá xa sang. Chứ sao? Giống y như là Marco Macau vậy. Ai mới vừa nói là Marco Macau? Ai nói à? Không phải. Chắc là ông anh nghe lộn rồi đó. Ý nói là giống như ông chủ tiệm radio và chủ vựa gạo, chứ không phải Marco Macau. Nhưng mà ai nói chuyện tới mặt anh? Sao mà tài lanh nhảy vô ăn cơm hớt hoài vậy? Thì tại vì đây là đây là người đẹp à, mà tôi sở trường là chỉ thích nói chuyện với người đẹp mà thôi, đúng không người đẹp? Trời ơi, trời khen mình đẹp hả? Quá rồi ha. Dạ ông anh. Ông anh nói cái gì để tôi nói? Im sẽ được chuyện này. Tôi phải nín. Không nên lên tiếng mà lại làm tin đi dạo trong. Anh đây chưa từng có vợ thân làm công thì thôi chớ nên đèo bồng. Coi mà học cách dê, ngày sau nếu như thuộc nghề, dê thì gái phải mê. Hôm nay đang rét trời lạnh mà tôi tuôn mồ hôi, khi không ông vào bắt nạt tôi một hơi thì ông cứ nên im lời, xem người ấy nói chi, chiều theo khách đâu hề gì, nên nhường nhịn chút đi. Nhìn. Đó. Anh có nghe bà chủ của anh nói không? Người đẹp lúc nào nói chuyện nghe cũng mềm mỏng dễ thương hết sức vậy. Trời ơi là trời. Trời ơi tại sao kỳ cục vậy nè? Có chừng hỏng hoài ai nói cho được nè trời. Nè người đẹp ơi, người đẹp hãy xử cái thằng cha làm công này đi. Trời ơi con à, nãy giờ cứ xía miệng vô hoài, làm tôi không nói được gì với người đẹp hết trơn hết trọi. Cha này đâu mà vô duyên quá trời. Trời đất ơi. Trời ơi tôi như vậy mà chả nói à. Thôi mà ông hãy nín đi, để coi ông khách ông nói cái chuyện gì. Đó, anh có nghe người đẹp của tôi nói chưa? Trời ơi ngon quá. Nè người đẹp ơi, chẳng hay quê quán của người đẹp ở đây hay là ở đâu vậy? Trời xúc động quá. Trời ơi eo nữa. Trời ơi tôi đẹp rồi chết quá. Dạ
không nói dối gì ông anh. Ở quê của em không phải ở đây à. Không phải ở đây hả? Vậy chứ quê của người đẹp ở đâu vậy? Dạ quê của em ở, dạ ở, ở đây. Ở bà. Ở bà? Mà bà gì? Dạ quê của em ở gần núi Bà Đen á. Rồi chen vô Bà Rá, ê, lại đá qua Bà Rịa, rồi xịa vô Bà Hôm, xen vô Bà Quẹo, xẻo lên Bà Chiểu rồi mới lên tước ra đây để mà lập nghiệp đó ông anh à. Ê, dạ ê, còn ông anh chẳng hay quê quán ở đâu vậy? Người đẹp thì quê ở bà, còn tôi thì quê ở ông. Hả? Quê ở ông? Mà ông gì vậy ông anh? Cái hồi mà cha sanh mẹ đẻ tôi ra đó thì tôi ở gần núi ông Tô, rồi xô qua núi ông Két, rồi xẹt xuống ông Cấm, rồi chấm qua ông Tạ, rồi xạ lại ông Yểm cho đến bây giờ luôn đó. Đã quá ha, ngon quá ha. Nãy giờ ha, kẻ sướng người quạ ha. Nãy giờ quê quán của hai người, kẻ thì ông, người thì bà, còn tôi ở rạch nè. Rạch gì? Rạch ông, rạch bà, rạch muồng, rạch miễu, rạch chanh, rạch đào, rạch giá, rạch dừa, rạch ta. Rạch gì nữa? Rạch mặt ông với rạch gì? Vậy mà tôi tưởng ông rạch bí lù rồi chứ. Không dám bí lù đâu. Nè, nói thiệt với ông anh nha, nãy giờ ông anh vào đây mà biết tôi là gì không? Thôi khỏi đón lâu, nhìn bộ tướng là đủ biết rồi. Anh đủ biết chứ sao? Nhưng mà anh biết gì là gì, nói đi. Sao nãy giờ nhiều lời quá đi? Chính anh kẻ ở làm công, nhìn xem bộ tướng giống như là tên cùng lần, lại còn nói chuyện lung tung. Anh mới là một người lung tung, cớ sao chưa hiểu đuôi đầu mà khi người ta quá đuôi. Lại còn tổ mồi bầm lâm, thật là ba đá lăng nhăng. Gì? Gì ba đá lăng nhăng? Nói nặng là chết đó nha. Vậy chứ không phải sao? Khi không á, rồi ông anh tới đây định trổ mồi dê, lại còn nói tôi là người làm công này làm công nọ nữa. Vậy chứ anh làm cái gì? Không phải làm công chứ làm cái gì? Nè nè, tự giới thiệu với ông anh, chính tôi đây là chủ quán biệt hiệu sáu nay, và cũng là chồng ruột của vợ tôi. À, nãy giờ tôi diễn xuất để coi coi cái tài mà trổ mồi dê của anh nó cỡ nào. Tôi tự giới thiệu cho anh biết, tôi cũng chính là vợ ruột của chồng tôi. À, đúng không mình? Trời, sao không đúng chứ? À, vậy thì ra đây là quán sáu nay. À, có phải vậy không anh chị? Dạ lạ ha. Dạ lạ ha. Cười qua ha. Lạ nhách nè. Dạ, phải rồi. Tại vì tôi thứ sáu, chuyên môn bán thịt nai, cho nên người ta thường gọi quán của tôi là quán sáu nay đó. Phải là thịt nai không? Hay là lộn thịt cầy, thịt chó nữa? Ấy, dạ không có vậy đâu ông anh à. Quán của vợ chồng tôi á, nơi đây danh tiếng nơi mơ thịt rừng ngon thật ngon. Lâu nay những người con phố thường đi đường này vào đây ăn món tôi mỗi ngày và lại khen rất ngon. Xin đừng ngại nghi điều chi, anh dùng thử đi. Dạ đúng vậy đó ông anh à. Thôi à, cái chuyện nãy giờ à, thôi mình bỏ qua đi hen. Dạ. À, bây giờ à, dạ xin mời à, ông anh ngồi để thử.